Sau đây tôi xin thông báo lại một lần nữa, channel của Trang chính thức đã bị sập. Hello mọi người, mình đây. Hello mọi người, tuần mới vlog mới, hôm nay mình đang đây, nói đi. Hello mọi người, tuần mới vlog mới, hôm nay chúng mình đang có mặt tại quán Plong để ăn trưa. Quán này thì chúng mình sẽ ăn Flammekuchen. Và đây mình có chú Tala. Xin chào tất cả mọi người, bây giờ channel của chúng ta chính thức được giảm lần nữa. Thực ra Tala và Quỳnh Trang làm rất gần nhau, nhưng đây là lần đầu tiên sau 4 tháng. Công nhận. Chúng ta đã đi ăn chung. Đại là có thể ăn chung với nhau hàng ngày, nên không có chuyện gì nói với nhau, nên không gặp nhau. Nhưng không, may mà có chị về, chúng tôi quyết định đã đi ăn chung. Yes. Bây giờ chúng mình sẽ xem menu để hôm nay ăn gì. Trước khi xem menu tôi sẽ cho các bạn xem quán. Đây không phải là quán. Quán rất là vắng. Chứng tỏ là quán không ngon. Rất là nói vắng thế. 12 giờ trưa mà đồng không mông quạnh, không một bóng người. Hiện giờ chỉ có những nhân vật này đang đi ăn hết. Và chúng tôi đấy, rất là buồn. Nhưng mà thôi kệ, hãy cho quán này một cơ hội. Đồ ăn rồi. Mời mọi người. Đây là dessert với cả lại framboise và sô cô la bung. Chị ơi, thấy còn bên này là banana và sô cô la. Hello mọi người, hôm nay là chiều thứ bảy, bây giờ mình đang trên đường đi xem xe app với các bạn. Sau đấy bọn mình sẽ đi ăn đồ Hàn Quốc. Bây giờ mình đang đi hơi vội một tí bởi vì bọn mình muốn đến sớm ý, rồi rút vé và tìm được chỗ ngồi thật đẹp. Bởi vì lần trước mọi người nhớ tuần trước mình đi xem xe đã comedy không, bọn mình đến hơi muộn một tí, thế nên là mất chỗ đẹp, thì hôm nay mình phải đến sớm. Đây rồi, hôm nay mình sẽ xem ở chỗ này tên là Le Splendid ở gần Chasbo Saint-Denis. Này 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 này. Dans toutes les grandes surfaces, il y a beaucoup de promotions. Et de produits périmés. Alors, quels sont les sites les plus appropriés pour faire la bonne rencontre, trouver le mec à marier? Alors, pour trouver la perle rare, il faut aller au rayon ostréiculture. Bây giờ bọn mình đang đi ăn tối. Hôm nay bọn mình ăn ở quán Leon de Bruxelles, chuyên về moonfish và các loại đồ hải sản. Nếu mà mọi người thích ăn moonfish thì có thể chọn trong cái danh sách này. Có rất là nhiều loại, có những loại kiểu classic thôi, với cả lại rượu trắng chẳng hạn. Hoặc có những loại thì sẽ phức tạp hơn một chút, ví dụ như là có moutarde này, hoặc là có format, hoặc là có cả moulot curry. Giống như ở dưới này, mình đang chưa biết ăn gì. Đếp tối nay không phải con trai mà dù tạo được. À đúng rồi, đang định kể chuyện là lúc nãy bọn mình không định đi ăn quán này lúc đầu đâu, mình đi ăn một cái quán Hàn Quốc ngay cạnh đây thôi, tên là Osaka Garden. Nhưng mà trong đấy thì không có chỗ, xong rồi mình đi thêm một quán nữa tên là quán Mẫu bên cạnh, nhưng mà vẫn không có chỗ, thế nên bọn mình kết thúc ở đây. Quán chỗ trong 2 phút. Lúc đó bọn mình thấy nó đang gọn vàng ấy, thế nên là nghĩ là chắc là có thể là có chỗ, nhưng hóa ra là ở đấy người ta đã đặt trước hết rồi, mình bọn mình chỉ vào xong bọn mình ăn luôn thôi. Nên là hôm nay sẽ ăn ở đây, nhưng mà không sao, ra quán này nó sẽ được ăn luôn, tức là quán này không? Quán này là con vẹt của nhà, với cả lại khoai tây chiên. Đó là một món tương đối quen thuộc ở đây, ăn cũng dễ ăn, thế nên là nếu mà mọi người đến khác và để đi du lịch thì có thể ăn thử. Đồ ăn ra đây rồi, hôm nay thì mình gọi moon với cả kem và champignon. Ở đây thì sẽ có các cái món pate chiên nữa. Còn bên này, bạn mình gọi một cái chảo có cả moon, có cả tôm, có cả pasta nữa. Xong cũng có cả vịt ăn kèm luôn.
đây, hôm nay là tối ngày thứ tư. Mình vừa mới đi làm về và bây giờ mình đang chuẩn bị nấu cơm tối. Hôm nọ thì vừa mới đổi giờ ấy, với cả bây giờ sang mùa xuân rồi. Thế nên mọi người nhìn xem, bây giờ là 7 rưỡi gần 8 giờ tối rồi nhưng mà trời vẫn sáng. Nhưng mà mình rất vui bởi vì như kiểu mùa đông ấy, khi mà trời lúc nào kiểu cũng tối sầm xì, chưa gì tầm 4-5 giờ chiều đã thì tối rồi. Mình cứ kiểu bị winter blues, mới kiểu bị buồn buồn ấy. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, lúc nào trời cũng sáng sủa. 7 rưỡi tối sau khi đi làm về trời vẫn sáng nên mình rất vui. Thực đơn tối nay của chúng mình sẽ là coftaki bát, thịt bò hoặc là thịt cừu xiên nướng theo kiểu Trung Đông. Món này thì kiểu siêu siêu ngon luôn ý. Sẽ có thịt bò, thịt cừu xiên nướng rất là đậm đà này. Xong rồi hôm nay thì chúng mình sẽ ăn cùng với tortilla, với cả dưa chuột, cà chua, sốt sữa chua nữa, rất là thơm. Còn ngày mai thì để mang đi làm, bởi vì là khi mà mang đi làm bọn mình không tiện mang tortilla và các thứ lằng nhằng đi. Thế nên là món đấy ngày mai mình sẽ ăn cùng với cơm với cả một ít sốt cà chua. Nghĩa thấy đói rồi, trời ơi từ trưa đến giờ mình chưa ăn thêm cái gì cả. Bình thường mình vẫn hay ăn vặt cơ quan ấy, nhưng mà dạo này mình đã có resolution mới cho năm nay, đấy chính là ít ăn vặt hơn trong giờ làm để không bị béo bụng. Bây giờ mọi người cùng làm với mình nhé. À quên mất, công thức của món coftaki bát này thì mình đã up trên channel của mình thời gian trước rồi. Thế nên là nếu mọi người có thích và muốn làm thử ở nhà thì mình sẽ để link ở trên này để mọi người có thể xem và làm thử nhé. Mình đã nặn xong hết chỗ thịt rồi đây. Đúng là kiểu mình đang đói, thế nên là những miếng đầu tiên mình nặn kiểu nhỏ nhỏ, xinh xinh, đều đều. Cái những miếng về sau thì càng to dần, xong rồi méo mó xẹo sọ. Mục đích chỉ để nặn xong để còn ăn. Bây giờ thì chỗ thịt này thì mình sẽ rán lên. Và trong lúc mà chờ thịt chín thì mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu khác. Ví dụ như kiểu là dưa chuột này, thái dưa chuột, rồi thái cà chua này, rồi chuẩn bị sốt sữa chua nữa. Xong rồi ăn rồi, yeah. Bữa tối của chúng mình sẵn sàng rồi đây ạ. Ở đây thì mình có thịt bò này, ở bên này thì có dưa chuột, cà chua, có sốt sữa chua và cuối cùng là tortilla. Bây giờ mình ăn đây. Chúc mọi người ăn tối vui vẻ.